vui họ còn đưa các bạn sang nước ngoài. Hiện tại là Canada đang là một quốc gia có rất là nhiều bạn sinh viên được lựa chọn đi học từ cái bậc học trung học phổ thông. Thì hôm nay Kim Hà rất là vui được mời đến đây là bạn Liên Kinh Minh, chuẩn bị lên năm 11 của trường Wally Kerman Canada. Bạn sẽ có một cái chia sẻ về cái kinh nghiệm cũng như là cái đời sống của bạn ở bên đó, để cho các quý phụ huynh các bạn hiểu rõ hơn về đất nước, con người cũng như là cái nền giáo dục bên Canada như thế nào ha. Trường UBC. Một trong những lý do mà em chọn trường UBC là bởi vì cái ngành mà em muốn theo học là ngành dược. Thì trường UBC khi mà xếp hạng trong McLean thì nó là hai trường đồng hạng nhất ở Canada, là trường UBC với lại trường UofT. Thế là trường cũng cho em một suất học bổng tương đối tốt, do đó là em cũng cảm thấy rất là vui. Thì mình học undergrad 4 năm xong mình có thể làm co-op. Thì tùy ngành, có ngành thì họ bắt buộc, còn có ngành thì họ không. Thì với ngành của em thì họ không có bắt buộc. Xong rồi sau đó thì mình có học tiếp lên thạc sĩ rồi tiến sĩ thêm 2 đến 4 năm nữa. Giống như trong lớp đó thì họ sẽ giới thiệu cho mình những cái thông tin cơ bản về những cái bước mình sẽ phải tiến hành để có thể đăng ký vào trường đại học, xong rồi để đăng ký vào các cái chương trình học bổng ở Canada. Thì ở trường cũng có một cái gọi là local scholarship, nhưng mà với du học sinh thì họ hơi giới hạn một chút. Thì học sinh bản địa họ rất nhiều scholarship, nhưng mà du học sinh chỉ có một cái thôi. Xong rồi sau đó thì trường có những cái trip để chở mình đến những cái trường đại học mà mình nghĩ là mình sẽ muốn thi thử vào. Em được đến khoảng 4 năm trường, thì trong đó có trường UBC. Thì đó là ngôi trường mà để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. Cái phong cảnh rất là đẹp, mà cái khí hậu cũng rất là tốt. Và em cũng rất vui là mình đã có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với những anh chị học năm 2, năm 3 mà học cái ngành cùng với em, học hỏi thêm kinh nghiệm. Nghĩa là lần đó bạn đi cái trip đó là ngoài tham quan trường xong thì bạn lại có cơ hội được nói chuyện với những anh chị đã từng đi. Hoặc là tour guide của mình luôn.